Chào mọi người, mình là Trung, mấy kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem. Này, đây là những cái cần này, 20 mấy cây nha mọi người. Rồi, đem gọn qua đây nè. Quay nè. Đầu tiên là một cây cần của nó xấu đây vào cây carbon người ta. Đó. Đây. Một cái cần súp carbon 36 nha mọi người. Đấy. Súp carbon 36, bát của nó đây. 36 nhưng mà bị đọt bị gãy một tí rồi, đọt bị gãy khoảng cỡ 10 phân nha mọi người. Đọt bị gãy khoảng cỡ 10 phân. Đấy, hai cái khoang này còn ok. Còn gãy mắc đầu bu nên mắc một hai cái khoang gì nữa nha mọi người. Đây, đọt rất là cứng cáp nhé. Carbon. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cái này dài hiện tại là 3,5 m, thu vào là 97 cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 240 g carbon nha mọi người. Cái này cái số 1. Cái này về mọi người thay một cái đầu bu với lại hai cái khoang vào là ok. Một cái đầu bu với hai cái khoang vào là xài ok nha mọi người. Cái này cái số 1. 370 nghìn. Số 1 370 nghìn. Một cây súp carbon. Đấy. Tiếp theo cây số 2 là một cây cần súp 36 tiếp. Cây này chất liệu fib nhé. Cây này là fib. Đây. Mấy cái khoang này coi như hư hết đi nha mọi người. Đây. Có cái còn lành đây nhưng mà mình coi như hư hết đi. Vì mọi người thay 5 cái khoang này. Đồ bu thì còn này. Đây. Đọc 1 2 3 4 lóng nha mọi người. Cần này 4 lóng. Bát Fuji FX7 nhé. Cần này dài 3,6 m, thu vào 1,02 m, đọc là 2,6 ly, cân nặng là 300 g. Đây là cái số 2. Số 2. 130 nghìn. Số 2 130 nghìn. Số 3 tiếp tục là một cái cần Shimano, nguyên bản của nó là dài 6,3 m này. Nó có 7 lóng này. Thu vào là 1,07 m này, cân nặng là 475 g này. Đấy. Nhưng mà cái này thì nó bị gãy đọt một ít rồi. Gãy đọt một ít rồi. Với lại nó rơi 2-3 cái khoang gì đó nữa nha mọi người. Gãy đọt, mắc đầu bu với lại rơi 2-3 cái khoang gì đó nữa. Một lóng. Hai lóng. Đây, mấy cái khoang này của nó thì đây, có cái nó bị bong rồi này. Về mọi người thay khoang đi nhé. Coi như mình bán cái này là phôi với lại bát thôi, cho mọi người về thay cái dàn khoang đi nhé. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người. Đúng. Đúng như thông số của nó. Bát FK FX6. Hiện tại cái cần này chỉ còn dài 6,1 m thôi, bị gãy khoảng 20 phân. Đấy. Thu vào là 1 m, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 420 g. Cái này cây số
3. Số 3. Cái này 120.000. 120.000 nha mọi người. Một cây 6x1 120.000. Rẻ nhất. Rẻ là đây chứ đâu. Tiếp theo một cây cần Daiwa. Đấy, 39 độc số 2 này, cây này cái ISO khoan nhựa nha mọi người. Nhưng mà cây này cũng bị gãy độc khoảng có 10 phân rồi, gãy độc khoảng có 10 phân. Dàn khoan này thì về mọi người thay luôn. Đấy. Còn ví dụ như ai muốn dùng cần mà làm cần tay thì mọi người bỏ hết khoan đi là làm cần tay được thôi. Còn thích trợ máy thì cột mấy cái khoan vào nhé. Thích làm cần tay trợ máy thì cột mấy cái khoan sát vào nhé. 1 2 3 4 5 5 lóng. Bát Fuji FX6. Mắc cái trượt rồi nha mọi người, mắc cái trượt rồi. Đấy, về mọi người kiếm thay vào. Đấy, thay vào. Đấy. Hiện tại cây này chỉ còn dài 38 này. Thu vào là 89 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 4. Số 4. Cây này 80.000. Số 4 80.000. Đây. Số 5. Số 5 cây này là của thằng này ta. Số 5 cây này cũng của Daiwa luôn nha mọi người. Đây, Daiwa, chữ nó mờ mờ đây, cái tay hôm nay mà chữ nó mờ mờ đây. Cần Daiwa nhé. Cần này là mình thấy nó giống cần tay. Sao nó giống cần tay à? Không. Đây, cần này thì mình cũng bán cho người về lấy phôi thôi nhé. Ồ. Gãy cái tùm lum mọi người. Đây, đọt những mắt trong này. Có đọt nha mọi người. Có đọt nhưng mà nó bị mắc đây này. Có đọt con này mà nó bị mắc. Đọt của nó đây. Này, cột giống như thành cần tay máy phụ luôn rồi. Đọt này là lạ, không biết có thay đọt chưa. Đấy. Rồi, hình như cái cần này cũng bị nứt vỡ gì chỗ này. Hay là bị gãy, người ta nối đọt, nối ống chỗ này rồi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cái này bốn lóng nè. Mình xem tiếp. Này. Bát thì đây, bát FK máy đây. FX6, FK FX6. Này, bát này cũng tự cột nha mọi người. Cần này hiện tại dài 29, thu vào 87 cm, đọt 1,2 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 5. 40.000. Số 5, 40.000. Về mọi người thay lái cái gì lái nha mọi người. Số 6 là một cây Suzumi. Đấy. Cây cần Suzumi. Đấy. 1.8 cứng 10. Ồ, cái cần này là nó không có bị gãy gì, nó bị tụt cái đầu bu nha mọi người. Đầu bu nó bị tụt ra thành ra nó rớt mấy cái khoang ra rồi. Đấy, nó chỉ còn duy nhất một cái khoang thôi. Cái cần này thì về mọi người phải gắn thêm một đầu bu với lại hai ba cái khoan gì đấy, một đầu bu hai ba cái khoan. Còn cái phôi thì còn rất là ngon nha mọi người. Phôi còn rất là ngon. Bát Fuji FX6 này. Đấy, phôi thì còn rất là ngon. Đấy. Đây, cần này hiện tại đang dài 1.8, thu vào là 67 cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 80 g. Cái này cái số 6. Số 6.
80. 6 80. Số 7 là một cái ISO, cái cần câu ISO. Đấy. Khá là bạc rồi nha mọi người. Đấy. Bát Fuji FS6 này, Fuji FS6. Cần này còn 3 cái khoang, còn nó bị gãy đầu bu rồi. Thành ra nó rớt 2-3 cái khoang gì đó nữa nha mọi người. Đọc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Đấy, còn ba cái khoang Fuji nhé. Cần này dài 2m4, thu vào là 84cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 7. Số 7 60.000. Số 7 60.000 nha mọi người. Đây, số 8 là một cái cần Club Ten. Cái này sản xuất China, xuất Nhật nhé. Đây, bát của nó, bát thử. Bốn lóng, không bị gãy nha người, chỉ bị mắc đầu vô thôi, không bị gãy, chỉ mắc đầu vô thôi. Nhưng mà nó chỉ còn một cái khoang này thôi. Đấy. Khoang này người ta gắn thêm vào hay là nó nguyên bản của nó thì mình cũng không rõ nữa. Về một người thay dàn khoang nha mọi người. Thay dàn khoang đi. Đấy. Đọt mà, đọt rất là cứng cáp. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé. Cứng như carbon nữa trời. Đây. Đây. Đấy. Đục. Cái này carbon luôn mọi người ơi. Cái này carbon dày trục luôn. Này. Carbon cái ống dày trục luôn. Cái này hiện tại đang dài 2m8 nhé. Dài 2m8, thu vào là 91cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 280g. Cái này được cái phôi với lại cái bát này. Đấy, về mọi người thay dàn khoang vào thôi. Cái này cây số 8. Số 8. Cây này 200. Dễ gì có cái phôi 200 carbon đi đây nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là một cái cần Olympic. Này, nguyên bản của nó là 4m65. Đọt số 2 nhé. Bát Fuji FX7 này. Cần này ngoại hình còn khá là đẹp. Đây, dàn khoang của nó thì mắc một khoang, hai khoang với lại mắc một cái đầu bu với là 2-3 cái khoang gì trên này nữa. Thành ra mắc cỡ khoảng 4-5 cái khoang với một đầu bu nha mọi người. Đấy. Khoang này ok. Khoang này xịn ghê. Đấy, nóng của nó. Khoang này càng ISO nha mọi người. Một lóng, hai lóng. Chỗ gắn khoang này nó bị nứt nữa. Bị mẻ nha mọi người, chỗ này mẻ chứ không phải nứt.
lại sát vô cho nó giữ, thế là xong. 2, 3, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người. Cái này dài 4m2, thu vào là 89cm, đột là 1,6 ly, cân nặng là 310g. Cái này cây số 9. Số 9. Cái này 130.000. Đây. Số 10 là cái cân này. Đấy. Dài 3m6 mà nó bị gãy khoảng 10 phân rồi. Gãy độc khoảng 10 phân là còn 3m5 thôi nhé. Lóng rồi. Nó bị mắc mấy cái khoang này nha mọi người. Một đầu bu với 1 2 3 4 còn 4 cái khoang. Lại hai khoang nữa là 6 khoang. Thay về thay 6 cái khoang với một đầu bu nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy. Bass Fuji FS6, cần này hiện tại đang dài 3m5, thu vào 1m, độc 2,1 ly, cân nặng 200g. Đấy. Nãy giờ trừ cây số 1 là cây số 1 với lại cây số 1 với số 8 là carbon, còn lại phíp hết nhau rồi. Đây là cây số 10. Số 10. Cây này 100. Số 11. Đây. Tiếp tục một cái cần Olympic nữa nhé. Olympic Bass FK FH6. Đấy. Khoan này. Đấy. Cái này cái ISO nha mọi người, khoan kim loại. Đấy. Nó bị mắc cái đầu bu nữa, tục 2-3 cái khoan nữa. Đấy. Để mọi người thay nhé. Một lóng. Đột tháp này. Hai lóng. 3 lóng, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Hiện tại cần đơn dài 4m3, thu vào là 0,8m, đột là 0,8 ly, cân nặng là 240g. Đây là cái số số 11. Không. À. 11. 11. Cái này 100. 11 100 nha mọi người. Cái này sấp cứng 20 dài 3m cho mọi người. Đấy, cái Olympic nhé, Olympic
Bass Fuji FX7 3m, nhưng mà cần này hiện tại nó bị gãy độc khoảng 10 phân rồi. Nó còn dài 2m9 nè, thu vào là 1m08, độc là 2,7 ly, cân nặng là 260g. Đấy. Còn được hai khoang Fuji. Đấy. À, độc bị gãy khoảng có 10 phân cho mọi người. Về thay đầu bu khác với lại hai ba cái khoang gì đó nữa. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy. Cứng cáp lắm. Cái này cây số 12. Cây này 200. 12 200. Tiếp tục một cây Olympic. Thằng khá là to nha mọi người. Bát vặn kim loại này. Đấy. Này, cán gỗ phía dưới. Đọc luôn cái thông số. Càng này hiện tại đang dài 3m8, thu vào là 1m27, độc là 3,8 ly, cân nặng là 740g. Cái này chắc bình thường dùng câu lục hay câu gì đây. Này, độc nó bị gãy rồi này, nó còn như thế này thôi. Đó, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng nhỏ rồi. Cái này cái số 13. 13. Cái này 130. Số 14. 14 là cây này. Đây, 2m7 nha. Cần này thì cũng khoan cũng hư hết rồi, cũng gãy mất cái đầu bu luôn. Đấy, về mọi người thay khoan thay đầu bu luôn. Thay thì khoan này thay khoảng cỡ 4-5 cái rồi đó với một cái đầu bu nhé. 2 3 3 lóng. Bát nhựa vặn này. Đấy. Cần này dài 2m7, nó chỉ bị gãy một tí chỗ đoạn đầu bu thôi mà. Vẫn còn đo khoảng cỡ tương đương 2m7 á. Thu vào là 98cm, độc là 2,6 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số 14. 14, 90. Số 15 là một cái cần kinh tên 3m3. Đấy, cái cần này thì bị hư độc, người ta thay cái độc thủy tinh rồi. Đấy. Khoan này. Đấy, về người thay đầu bu với lại gắn thêm hai ba cái khoan gì đó nữa nhé. Đấy, độc rất là cứng nha mọi người, độc rất cứng cáp. Một lóng, độc này độc đặc luôn. 2 3 4, hai độc đặc nha mọi người, độc đặc luôn nhé. Căn này hiện tại đo ra vẫn dài 3m3, thu vào là 96cm, độc là 2 ly, cân nặng 280g. Cái này cái số 15. Đúng rồi, số 15. Cái này 100. Số 15, 100. Số
số 16. 16 là một cái ISO khoan kim loại bát FK FS6. Này, đọt mảnh nhé. Cái cần này thì nó chỉ bị gãy tí chỗ đoạn làm đầu bu này thôi, nhiều người đọt tháp này. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5 lóng. Cái cần này thì dài 3m6. Dài 3m6, thu vào là 82cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cái số 16. Cái này 90. 16 90. Số 17. Một cây Olympic nữa này. Này, cây lúc nãy cũng y chang cái này mọi người. Nó chỉ to hơn một tí thôi. Đây. Chứng tỏ là cây này cũng Olympic. Cây số 16 cũng Olympic nha mọi người. Cây số 17 này, Olympic này, cây này còn tay. Đấy. ISO khoan nhỏ đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Nó cũng bị gãy đầu bu, gãy một tí đầu bu với lại rớt 2-3 cái khoan gì trong vườn. Đấy, gãy đầu bu với rớt 2-3 cái khoan gì đó. Bát FK FX5 này. Càng này hiện tại đang dài 2m9, thu vào là 82cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 120g. Cái này chắc nguyên bản của nó dài 3m quá. Cái này cái số 17, 90. Số 18, tiếp tục một cây Olympic 3m, ISO khoan nhỏ nha, ISO khoan kim loại nhỏ. Đây, đọt mảnh này, bị gãy một đoạn rồi này. Đấy, rớt 2-3 cái khoan gì nữa. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Bắp Fuji FX5. Cần hiện tại dài 2m9, thu vào là 81cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 110g. Cây này cây số 18, 101, 18, 101 nha mọi người. Số 19, đây một cây Olympic 4m5, ISO khoan nhỏ, khoan kim loại, đây. Cũng bị gãy cái đầu bu với lại rớt mấy cái khoan này cho mọi người. À, cũng đọt tháp luôn nha. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Đây. Bát Fuji FS6. Cần này hiện tại dài 4m3, thu vào là 81cm, đọt 0,8 ly, cân nặng là 220g. Cái này cái số 19. 19. Cái này 130. 19, 130. Số 20. 20. Một cây ISO khoan nhỏ Ryobi. Bát Fuji FS6 nha. Đây, khoan nhỏ. Nó bị gãy một đoạn đầu bu với lại nó rớt 2-3 cái khoan gì đó nha mọi người. 2-3 cái khoan gì kế đầu bu. Đấy, đọt còn ngon lắm. 2, 3, 4, 5 lóng nha. Cái cần này dài 3m8, thu vào là
88 cm, đọt là 1 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 20. Số 20. 20. 101. À, 22. Đây, cây này thân nhỏ, bát vặn kim loại nhé. Đấy. Còn một cái khoang cái thôi, chứ còn khoang này mình nghĩ cũng bị thay rồi, về mọi người thay khoang nhé. Nó cũng bị gãy một đoạn, gãy đọt rồi nha mọi người. Về thay đầu bu, thay thêm khoang vào. Mình bán cho mọi người lấy cái phôi nè. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng rồi nhé. Ba lóng thôi. Bát bằng kim loại nha mọi người. Cái cần này hiện tại dài 2m4, thu vào là 1m07, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 21. 21 70. 21 70. 22 là một cây cần 2 khúc đặt nha mọi người, nhựa đặt nha mọi người, 2 khúc nhựa đặt. Đấy, nó chỉ còn một cái đầu bu thôi, còn lại khoang thì cũng mắc hết rồi. Đấy, mắc đi, mình cọc dây su rồi, lúc ra đây uống cho mọi người xem thử. Đấy, cái này đây, bắt vặn nhựa nhé. Cái này dài 1m6, thu vào là 83 cm, đọt 2,3 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 22. 22 40 nghìn. 22 40 nghìn. Đây, cái cần này China xuất nhập, đúng của nó dài 1m6 nè, hai đoạn nè, hai lóng nè. Đây, nó bị gãy một tí rồi nha mọi người, gãy một tí để trên đoạn đầu bu rồi. Đấy. Này nó cột nha mọi người. Đây, bán người lấy cái phôi thôi. Lấy cái phôi cần về mọi người tự cột lại khoang nhé. Khoang trong này cũng còn cơ số, đây khoang cái này cũng còn ok nhé. Bát Fuji FS6. Đấy. Dài 1m6 này. Thu vào là 95 cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 80 g. Cái này cây số 23. 23 90 nghìn. 24 là một cái cần 3 khúc. Cần 3 khúc. Đây, ngoại hình thì hơi xấu một tí. Cây cần 3 khúc NFT. Cần khoang của nó thì coi như là hư hết đi rồi, còn một cái khoang này thôi. Đấy, còn hư một khoang, hai khoang, ba khoang, ba khoang nữa với một đầu bu nhé mọi người. Tức là cái cần này 4 khoang và một đầu bu về mọi người thay hết nhé. Bát vặn kim loại này. Đấy, lấy phôi với lấy được cái bát. Cần này dài 3m6, thu vào 1m26, đột là 3,1 ly, cân nặng là 520 g. Cây này cây số 24. 24 130 nghìn. 25. 25 là một cây cần, mà cây này 8m1, nhìn như carbon đó mọi người. Đây, cây này chưa có chế dây trong như đồ gì trong này rồi đó. Đây, này. Chữ không là chữ. Đây. Cây này chế rồi nha mọi người, Olympic. Cây này của Olympic nha. Đấy, mình đọc luôn nha mọi người. Hiện tại nó đang dài 8m này, nó đang chế thành cần tay máy phụ nhé.
dài 8 mét. Cái này nguyên bản của nó mình nghĩ là nó là một cây cần tay mà người ta chế lại. Đấy. Dài 8 mét, thu vào là 1m28, độc là 1,5 ly, cân nặng là 300 gram. Đấy, mọi người xem. Đây, độc của nó người ta chế thành cần tay mới phụ rồi nhé. Độc của nó bị gãy một tí nha mọi người. Ok. Một lóng này, hai lóng này. Đấy, mọi người nhìn này. Thần chế này, ống carbon này. Đấy, chế thay ống rồi tụi lớp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ống. 8 ống nha mọi người. Cần những nhẹ tay luôn. Mắc cái nắp chân cần đó nên nó mình đãi vào nó bị tụt ra. Đây. Nó bị mắc cái nắp chân cần nha mọi người. Mình dán băng keo lại. Đây. Ok. Cái này cây số 25 100 25 100. Hai mươi sáu. Tiếp tục một cây cần tay 54 54, nhưng mà ca này như cũng bị gãy độc rồi. Đây. Độc nó bị gãy rồi, gãy khoảng cỡ 30 phân nha mọi người. Đấy. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Đấy, độc bị gãy khoảng cỡ 30 phân nhé. Đấy. Hiện tại nó chỉ dài 5m1 thôi. Thu vào là 1m05, độc là 2,4 ly, cân nặng 320 gram. Cái này cây số 26. 26. Cây này 140. 26, 140. 27. Tiếp tục một cây cần tay. Đấy. Hiện tại dài 4m3, thu vào 1m, độc 2,3 ly, cân nặng 220 gram. Đấy. Mô hình. Đấy. Độc của nó bị cũng bị gãy một đoạn rồi. Cái này như 4m rưỡi á, mà nó gãy một đoạn khoảng 20 phân nhá. Nó cũng độc tháp này. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây. Nó màu luôn thế này. Ba lóng. Bốn. Năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cần này dài 4m3 đấy. Lúc trước chắc là 4m rưỡi, gãy 20 phần còn 4m3. Đây này cây số 27. 27. Cái này 100. 27 100. Hai mươi tám, một cây cần tay lóng dài thân nhỏ. Đấy, bị mắc mất cái nắp vặn chân cần. Này, độc mảnh này. Một lóng, hai lóng,
dính keo vào chứ, 2 lóng 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Cây cần dài 3m6, thu vào 1m, độc 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 28. Số 29, tiếp tục một cây cần lóng dài thân nhỏ. Cái này thì chắc cỡ 3 lóng. 3 lóng. Cái độc nó bị gãy một đoạn rồi nha mọi người. Gãy độc này về bỏ luôn thay cái độc khác mọi người. Hình như nó cứ gãy bên trong người ta chêm rồi. Đấy. 3 lóng, còn như còn 2 lóng thì cái độc có vẻ cũng hư rồi. Đấy. Đo ra thì 21, thu vào là 99 cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 60g. Mắc cái nắp vặn chân cần nữa này. Cái này cái số 29. 29. 20.000. Đấy. Hỏi ai hỏi cần 20.000 nào thì đây là cần 20.000. Số 30. Một cái cần tay Alpha Tac này, dạng mini nhé. Cần này cần 2m7 nha mọi người. À, 3m6 mà làm đo xuống còn 2m7 ta. À, 2m7 tại vì nó thiếu lóng rồi mọi người. Thiếu lóng. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. 6 lóng. 6 lóng nha mọi người. Thiếu 1 hay 2 lóng gì đó. Thiếu 2 lóng nha mọi người, 2 lóng. Này. Cần này thì dài 2m7. Hiện tại đang dài 2m7 nha mọi người. Đấy, nó thiếu mất 2 lóng. Thu vào là 57 cm, độc là 4,2 ly, cân nặng là 80g. Cái này cây số 30. 30 40. Số 31. Đây. 31 thì càng này 4,5 m. Cái này dính keo thôi nha mọi người, keo thôi, không có gì cả. Đấy. Cái này hàng về người ta cọc băng keo quanh bó này dính vào đây thôi. 4,5 m. Đây, đọt của nó đây. 1 2. Ủa, bị mắc cái chị hay là bị gãy gì người ta chêm nó này rồi rút lên nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lóng. Cái cần này hiện tại dài 4m, thu vào là 54 cm, độc 0,8 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 31. 31. 60. 31 60. Chỗ cái lóng thứ hai thứ ba gì đó nó bị ngãn hay là bị gãy gì phía trong người ta chêm rồi nha mọi người. Đấy, 31 cũng là kết thúc video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người mua hàng thì trước lúc nhận hàng mọi người phải mở hàng kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình ngay để phối hợp giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà không chịu kiểm tra hàng, xong rồi với nhận hàng xong rồi với điện báo cho mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.